Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay tụi mình sẽ đi công viên nước tại VinWonders Phú Quốc, một công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam và có quy mô hàng đầu ở châu Á. Hiện tại là do tụi mình đi vào buổi chiều nên là lượng khách đã check-in vào khu vực bên trong, nên là nhìn xung quanh ở đây thì khá là vắng. Còn đây là khuôn viên ở phía trước các bạn, rất là rộng lớn, với lại có nguyên một cái thảm cỏ xanh như thế này. Khách thì cũng đang đổ vào. Nhưng mà nếu mà đi trễ như thế này thì khó mà tham quan được cái thủy cung bên trong, tại vì 6 giờ là nó đóng cửa rồi. Kiến trúc thì được thiết kế theo kiểu giống như châu Âu, và ở đây là một cái nơi mà các bạn có thể chụp được rất nhiều cái kiểu ảnh đẹp. Trước tiên để vào trong thì tụi mình cần đi qua cái cổng ACM này, cổng kiểm soát á. Ở đây là các bạn chỉ cần nhận diện bằng khuôn mặt thôi là có thể di chuyển vào bên trong. Nếu như các bạn ở khách sạn hoặc là mua vé thì nhân viên sẽ hỗ trợ để quẹt cái vé đó cho các bạn vào trong thôi. Đây là khu vực được gọi tên là Đại lộ châu Âu nha các bạn. Vào khu vực này rồi thì ở đâu cũng là cái góc cho các bạn có thể sống ảo hết. Còn đây là điểm cần đến của tụi mình nha, công viên nước. Trong đây thì có rất là nhiều cái trò chơi luôn. Cái này là tụi mình đi ngẫu hứng thôi, hôm nay thì khách cũng rất là đông. Khi mà các bạn đi vào khu vực này á, giống như bước qua một cái thế giới khác vậy. Rất là đầy màu sắc, nhìn có vẻ là rất là hấp dẫn á. Tụi mình đang đi kiếm cái quầy gửi đồ các bạn. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Các bạn cứ di chuyển vào đây và gửi đồ vào những locker thôi. Còn đây là một phần nhỏ thôi các bạn của cái khu vực này thôi. Cái gì? Ánh xạ. Ôi vui. Đây chính là cái hồ tạo tạo sóng. Ủa, hồ này là của con nít đúng không? For everybody. Trước mặt tụi mình là cái hồ tạo sóng nhân tạo các bạn. Ở đây nó sẽ có chia ra từng khu vực. Cái phần khu vực cạn là dành cho trẻ em, và nó sẽ có cái phần dành cho người lớn, thì cái mức độ nước nó sẽ sâu hơn. Khu vực này cũng rất là an toàn để cho chúng ta có thể vui chơi ở đây. Xung quanh khu vực này đều có cứu hộ hết, nên là mọi người cứ yên tâm thôi. Trò này thì chưa hấp dẫn lắm, nên là tụi mình quyết định là đi tìm một trò khác để chơi. Do đây là một khu du lịch rất là nổi tiếng các bạn, nên là mọi thứ được quy hoạch rất là tỉ mỉ và tinh tế như thế này. Bình thường thì mình lười lắm, chỉ có bạn nam áo đen là hay đi vào đây chơi thôi. Trò đầu tiên mình nhìn vào là hoảng sợ luôn. Các bạn có thể thấy là cái máng trượt nó rất là cao như thế này. Một số khách ở phía bên dưới này cũng giống như mình thôi, nhìn cái là bỏ cuộc luôn, khỏi cần phải chơi. Bên cạnh đó thì có nhiều bạn trẻ thì rất là dũng cảm để chinh phục được những cái trò như thế này. Đây là khuôn mặt háo hức của hai bạn đang chuẩn bị chơi trò trượt mảng xà nha. Thấy nó khá là cao á, thì đứng đợi một hồi rất là lâu mới được một cái phao đôi như thế này. Có cả phao đơn luôn nha các bạn, tùy thôi, muốn thích trượt cái nào cũng được hết. Hai bạn này chuẩn bị bước vào khu vực của trò chơi rồi. Bây giờ là phải ghinh cái phao này đi lên tuốt cái tầng ở phía trên á. Bạn nào không thích độ cao thì xuống sông lười thả trôi. Quay lại một xíu với trò trượt mảng xà nha các bạn. Sau những cái vòng xoắn như vậy á, là cái điểm rơi xuống là như thế này. Do khách hôm nay cũng rất là đông nên là xếp hàng hơi lâu thì hai bạn này mới trượt xuống. Đứng đợi cũng cả buổi luôn. Giờ là tụi mình sẽ tìm trò mới để chơi nha. Trò tiếp theo thì cũng là trượt thôi, nhưng mà nó sẽ là dạng ống như thế này. Mình thì không biết là tốc độ nó sẽ rơi vào bao nhiêu. Hầu hết là trò nào á cũng phải đứng xếp hàng cũng khá là lâu á, phải là từng lượt mới được.
Tụi mình đi vào đây khoảng tầm 4 giờ mấy thôi, nên là chơi cũng không được nhiều lắm. Tại vì khu vực này bản chất là 6 giờ nó sẽ đóng cửa nha. Tụi mình quyết định là sẽ đi ra để tắm xong lười và đi về thôi. Toàn bộ công viên nước đã đóng cửa nên là mọi người phải di chuyển ra ngoài thôi. Nên là bạn nào mà có ý định mà đi VinWonder, mình nghĩ là các bạn nên đi sớm á để chơi được nhiều trò chơi hơn.